tiếp nối chương trình anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả nguyễn thông cuộc cách mạng làng mùi an nam báo chí và hệ thống truyền thông quốc doanh đang thỏa sức ca ngợi sự thành công tốt đẹp của kỳ họp quốc hội tán tụng bộ máy mới, những gương mặt mới mà cũ đầy phẩm chất, thậm chí là còn khảo cổ khai thác những vỉa xưa thời chăn châu cắt cỏ, học trường làng, đi kiếm củi, làm thuê làm mướn của đương sự. Tất cả chỉ nhằm rằng kỳ này đã sáng suốt lựa chọn được những nhân tài mở ra thời kỳ mới tương lai tươi sáng cho xã hội, cho đất nước. Nó giống như một cuộc cách mạng, thay đổi mạnh mẽ bộ máy và mọi ước mơ đang biến thành hiện thực nhưng nếu ta chịu khó để ý thì hầu như đại hội đảng hoặc kỳ họp quốc hội nào cũng cái form như thế không có đại hội hay kỳ họp nào mà dở mà xấu mà tồi mà kém cả không có sự lựa chọn nào là không chính xác cả mọi thứ mặt trái chỉ được phơi bày khi bộ máy và những con người ấy hoạt động Lúc mà đảng tiến hành đại hội 11, đại hội 12, đại hội 13 với lúc quốc hội 12, 13, 14 ra đời, có ai dám nói đảng và quốc hội kém sáng suốt đâu, chọn nhân sự sai đâu, đâu có ai dám đâu. Cuối cùng thì vẫn tòi ra hàng sâu, hàng lũ, mọt nước hại dân như là Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Phan Văn Vĩnh, Trần Việt Tân, Nguyễn Văn Hiến, Lê Thanh Hải, Tất Thanh Cang đấy thôi. Vốn một thời hét ra lửa, đường đường ngôi phụ mẫu chi dân. Muốn biết những gương mặt mới thực chất như thế nào, tốt nhất là phải đợi các vị ấy làm được cái gì, thay đổi được cái gì, tạo dấu ấn tốt đẹp được cái gì, có lợi gì cho xã hội, cho dân, cho nước, chứ đừng có vội vàng ca ca tụng tụng rồi tung hô. Họ là người chứ không phải là thánh. Chủ nghĩa duy vật cho rằng vật chất quyết định ý thức. Vậy hãy cứ chờ đợi, chiêm quan cái thứ họ làm rồi hãy đánh giá cũng chưa muộn mà. Chính vì vậy, dạng người được việc chứng minh khả năng cầm quyền lãnh đạo hiệu quả như ông Lê Văn Thành ở Hải Phòng là rất ít. Mà đã thực sự chọn đúng người chưa? Một ông làm bộ trưởng giao thông suốt mấy năm, đó là chưa kể đóng vai thứ trưởng bộ ấy mấy năm trước nữa. Nhưng trong bao nhiêu năm ông tại vị, hệ thống đường giao thông, nhất là đường cao tốc ở khu vực chiến lược đồng bằng sông Cửu Long, vẫn cực kỳ lạc hậu. Đi từ Sài Gòn về Cà Mau, chỉ tròm chèm có 300 số mà phải mất hơn nửa ngày. Ấy đi mất từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ và có cái BOT cái bot trấn lột ở cai lậy vô lý chặn huyết mạch nuôi sống cả nước mà suốt bao nhiêu năm còn không giải quyết nổi có con rắn Simon Cát Linh Hà Đông vừa tốn tiền vừa tốn thời gian để lại biết bao nhiêu tai tiếng tới giờ vẫn chưa dám đưa vào hoạt động tất cả đều xảy ra trong nhiệm kỳ của ông ta vậy mà vẫn được đôn lên vẫn là đương kim bộ trưởng thì không hiểu ông ta có cái bùa hộ mệnh gì nhỉ. Một phụ nữ đã 63 tuổi rồi cũng chữa có rõ tài năng xuất chúng gì, nhưng mà ở cái tuổi ấy, cả đàn bà lẫn đàn ông khi vượt qua lục thập hoa giá đều trở nên chậm chạp đầu óc kém minh mẫn dần, nhưng mà vẫn được giao cho cái việc quan trọng nhất trong những cái việc quan trọng đó là công tác tổ chức, lựa chọn con người để chèo lái quốc gia. Cứ cho là có tài nhất định đi, không vướng bận gia đình đi. Nhưng sao có thể tài giỏi bằng những người trẻ hơn, học thức cao hơn? Một bà khác nữa khi xảy ra cái vụ đồng tâm giữ chức trưởng ban dân vận của thành phố Hà Nội. Bà không những không vận được dân, một lòng theo đảng mà ngược lại còn góp phần vào cái vụ đầy tai tiếng, cuối cùng vẫn được sáng suốt lựa chọn làm phó bí thư thường trực thành ủy thành đô đấy. Rất nhiều ông bà quan chức cấp cao cả trung ương lẫn địa phương mở ngó cái lý lịch của họ nào là cao cấp chính trị, nào là giáo sư tiến sĩ lý luận mát lê, cứ lấy đó làm bậc thang thăng tiến, chả hiểu họ sẽ đóng góp gì được cho cái đất nước này. Khi chính trị độc đoán còn lấn ác kỹ trị, chi phối tài năng, lấy tư tưởng làm thống soái quyết định mọi hoạt động, nhất là vận hành bộ máy kinh tế và giáo dục, thì đừng có mơ này mơ nọ xa xôi chi cho nó mệt. Nhà văn Lỗ Tấn từng viết về chú A Quy trong cuộc cách mạng ở làng Mùi, chỗ này tôi nói thêm một tí cho rõ nhiều người không biết cho rằng chuyện ở một cái làng thì có cái gì đáng nói họ cứ nghĩ là cái làng mùi ấy cũng na ná như cái làng vũ đại của Nam Cao làng chợ dầu của Kim Lân không phải vậy đâu làng hay là hương ở bên Tàu là một cái đơn vị hành chính to ngang bằng một huyện ở ta đấy Thập niên 1960, có làng Đại Trại được Mao Trạch Đông xây dựng trở thành công xã. Tài chủ nhiệm công xã là Trần Vĩnh Quý, về sau còn được đôn lên làm phó thủ tướng nữa chứ đừng đùa. Làng mùi làm cách mạng, nhộn nhạo một dạo, thay người này hạ kẻ khác. Cuối cùng thì lão Tây giả vẫn là Tây giả, cụ cố họ triệu, cụ cố họ tiền, vẫn thét lát quát nạt. Bộ máy cai trị làng mùi vẫn chết chóc u ám, gần như chả có gì thay đổi sau cơn biến động. Cách mạng làng mùi ở An Nam cũng chả khác gì, chả có cái gì để hy vọng nhất là khi con người ta vẫn đầy tham lam vẫn khư khư ôm chặt quyền lực để vì tương lai con em chúng ta mà thật ra thì là tương lai con em của họ thôi của cán bộ thôi của đảng viên thôi chứ còn tương lai con em dân đen chúng ta thì ố là là quý vị tự ngẫm